Sao mấy cái cây ngày hôm nay nó sâu dữ vậy ta? Trời đất ơi, sâu bên trong luôn nè. Ai chơi chai không? Ai chơi chai không? Chắc không ai xài đâu. Lấy luôn. Ủa trời đất ơi, con mẹ nó lấy cái ghế của tôi mất tiêu rồi. Con mẹ nó với trời. Nè, vô nhà ăn cơm con. Dạ. Của ai đây ta? Lấy lượt. Ủa trái ba mình đâu mất tiêu rồi? Bà cũng bị mất đồ. Bà cũng vậy, hai đứa mình chia nhau ra kiếm nha. Dạ. Ở đây không có. Nè, bên con có không? Bà con thấy rồi nè. Ủa, cái này đồ của bà mà. Cái này của con mà. Bà lấy, sao bà lấy đồ tụi tôi? Ô, tôi tưởng bà không xài nữa, tôi mới lấy chứ bộ. Sao gì nha. Bà kéo cái gì nữa đó? Trời đất ơi. Tiếng gì vậy ta? Bà ơi, con nghe tiếng gì lạ lắm. Hình như trong nhà mình có ăn trộm. Ở đâu? Sau giường á. Trời ơi đi. Đúng rồi, ăn trộm. Trời ơi. Bà ơi, bà có nghe gì không bà? Nghe, gần lắm rồi. Vậy để con đi coi nha. Ây da, trời đất ơi, đau quá. Bà ơi, ở đây nè bà. Đâu, trong đây. Ủa, qua chơi với tôi hả? Đợi tôi tí, tôi make up cái nha. Trời đất ơi, bà make up mà tụi ba quét voi không á. Cái này người thằng ăn trộm cũng không dám vô ăn cắp nữa. Cục chân của chị. Chị hai mua vậy? Mới mua đôi dép mới nè, chắc là không có đâu ha. Cho em mượn xem cái ơi. Mày xem cũ hết đôi dép tao sao? Ủa cái gì vậy trời? Mang đôi dép này vô chân chắc là đẹp lắm. Nhưng mà ơi, dơ cục vàng của chị. Đôi dép mới của chị sẽ dắt em đi du lịch nha. Trời ơi, như vậy làm sao mà dơ được. Chị hai đi chơi chưa? Từ từ, tao tới liền nè. Cái gì vậy trời? Mang như vậy đôi dép nó mới không cũ được, mày không biết gì hết trơn á. Trời. Đợi tí nha. Ai mất tờ giấy rồi, lụm giùm tao đi. Thôi chị hai nhà tao đi. Ê na, đợi tao. Đồ của tôi. Chạy qua đây. Ủa? Bà đi chợ mới về hả bà? Bà có làm món mới cho con ăn nè. Món gì vậy bà? Đậu hũ thối. Thôi thối lắm con không ăn đâu. Ăn mốt ghiền vợ. Đói bụng quá, tới giờ ăn cơm rồi. Dở ra coi. Đậu hũ thối. Trên cây sao có đậu hũ thối vậy nè. Đây ăn đi con. Ủa dai ăn gì vậy? Ăn đậu hũ thối nè, mày ăn không? Thôi không ăn đậu hũ quá à. Ủa sao bữa con chê con nói con ăn không được? Bây giờ con thích cái mùi thối này, con ghiền cái mùi thối này rồi. Mai mốt ngày nào cũng muốn ăn đậu hũ thối luôn. Thối quá. Ghét hành lá. Công nhận là cái vườn hành lá của mình hôm nay tươi tốt dễ sợ luôn. Bà ơi, bà trồng nhiều hành lá chi vậy? Thì để cho gia đình mình có cái để ăn chứ con. Nhưng mà con không thích ăn hành lá, hồi muốn chết à. Bà sẽ làm cho con thích ăn hành lá. Đánh đầu. Ê nè, ăn gì vậy? Cho ăn miếng coi. Em ăn xì nó hành lá này, chị hay ăn không? Mày kinh dị quá à. Đi vô trong lấy cho miếng nước uống coi. Sao hôm nay gặp toàn hành lá không vậy ta? Ghê quá à. Nước chị hai nè. Ủa sao hành lá không vậy? Ghê quá à. Hành lá mà có gì đâu mà sợ. Sao hôm nay món gì cũng hành lá không vậy trời? Bà ơi bà, bữa nay mình ăn gì vậy? Ta có cơm hành lá, trứng hành lá và tráng miệng là xoài hành lá. Con thích ăn món nào? Hành lá kinh khủng quá à. Ghét hành lá. Có ai mua me giùm em? Xin mời ghé quán em. Ê con ghé mua me cho cô đi con. Xoài ngọt không cô? Xoài ngọt lắm con. Có bao ăn không cô? Cô bao ăn mà. Con không tin đâu, cô ăn thử cho con đi. Đây nè. Xoài ngọt quá con ơi. Trời ơi, xoài ngọt chảy nước miếng không? Đó, con tin chưa? Dạ, con tin rồi. Vậy me ngọt không cô? Trời ơi, me nhà cô là bao ngọt ba đời luôn đó con. Yên tâm. Vậy cô ăn thử đi. Khách hàng là thượng đế. Phải nhịn. Trời ơi, nó chua. Ngọt ngay à con ơi. Thấy cô uy tín chưa? Con mua mấy ký? Dạ thôi, con không mua đâu. Sao vậy? Tại con mua me về nấu canh chua mà cô nói không chua thì con không mua. Bà nội cha đó. Trời ơi, kiến đâu mà nhiều dữ vậy trời. Bé Hai xuống đây phụ hết kiến cho bà đi con. Phụ kiến là nghề của con, để con, để con. Sao thổi hoài nó không đi vậy? Kiến ơi, đi giùm cái đi. Ê Na, rảnh không? Rảnh, có gì không chị Hai? Đường bị kiến vô rồi, mày có cách nào phủi cho nó đi không? Em có cách rồi. Công nhận con nhỏ em thông minh quá trời. Chị Hai bưng lên em xịt. Xong rồi, thấy em thông minh chưa? Ê, công nhận hay quá à, hết sạch kiến rồi nè. Ủa, hai đứa làm gì vậy? Bé Na thông minh lắm đó bà, bé Na xịt hết kiến luôn. Quá khen. Bà lấy đường này đi nấu chè đi. Trời đất ơi, hai đứa bay xịt vậy sao mà ăn được nữa. Trời đất ơi, báo quá trời báo à. Bé Hai Vô. Bé Hai, sao con dám làm đổ chén rồi? Con có làm đổ chén đâu. Chứ ai? Con mèo chứ bộ. Hay quá ha. Làm cho đã rồi bây giờ đổ thừa cho con mèo ha. Mèo ngoan mèo yêu của ba. Nó dám đổ thừa con hả? Đi vô rửa hết mấy đống chén đi nghe chưa. Còn con đi vô nhà bà cho con ăn chút chích nha. Cho ăn chụp chân. Ủa, chai rượu Quý mới ngâm mình để đâu rồi ta? La. Bé Hai, không phải con mèo mà. Dám đổ thừa cho con mèo nữa hả? Tục tân tụi ba. Nó đổ thừa con hả? Tục tân tụi ba. Chờ bà ra hù bà mới được. Hù. Hù. Trời đất ơi, hết hồn à. Trời ơi, vậy mà bà cũng hết hồn nữa. Bà ơi, bà cha yêu bà lắm. Ý. Bà đang làm gì đó? Hù. Trời đất ơi, hết hồn à. Trời đất ơi, cái bánh donut này nó thơm quá. Hết hồn chưa? Bà ơi, con xin lỗi, ngứa quá à. Lần sau đừng có đi hù người khác ha con. Bánh ngon quá. Nó ngon, nó đã, nó nhức cái nó... Bé Hai, tới giờ ăn cơm rồi, không có uống trà sữa nữa nha con. Dạ, con biết rồi. Bây giờ mình cất ở đâu mà con Na nó không biết ta? Có rồi. Mình cất lên cây. Mà không được, cất lên cây con chim nó uống là sao ta? Mình cất chỗ khác. Cất vô cái lu. Ý, mà cất vô cái lu, con cá nó uống rồi sao? Thôi cất chỗ khác. Cất đây cũng không được, con kiến nó uống sao ta? Bây giờ cất ở đâu ta? Ý, thấy rồi. Cất vô đây là an toàn nhất. Bé Hai vô ăn cơm. Dạ. Xin lỗi chị Hai, em đã biết chị Hai giấu trà sữa ở đâu rồi. Mình uống chắc chị Hai không biết không ha. No quá. Ăn cơm xong rồi, bây giờ uống trà sữa thôi. Ủa, ly trà sữa của mình ai uống hết trơn rồi. Con Na nè.